Xin chào tất cả các bác làm vườn và yêu thích làm vườn trên toàn quốc. Thì ngày hôm nay shop em có nhận được hai câu hỏi của một bác khách hàng có đặt câu hỏi và nhờ tư vấn. Thì em đã tư vấn rồi và em thấy cái nội dung này nó cũng rất là hay, cho nên là chia sẻ với tất cả các bác về cái nội dung này. Đó là câu hỏi thứ nhất, là bác hỏi là nên sử dụng cái bạt che phủ cỏ như này là ở những cái khu vực như nào và mình nên sử dụng như nào. Đấy, bác hỏi ý chung như thế. Câu hỏi thứ hai là bác hỏi là nên sử dụng cái bạt che phủ cỏ như này cho những loại cây trồng gì. Thì để trả lời cho câu hỏi thứ nhất thì em xin trả lời bác là như này. Cái việc mà mình sử dụng bạt che phủ cỏ như này thì sử dụng ở đâu cũng được. Có thể là sử dụng ở gần nhà, khu vườn ở trước nhà này. Có thể sử dụng để rải xuống, xong rồi mình rải bầu lên, tức là những cái bầu cây đấy ạ. Hoặc là mình rải để trồng cây như này, hoặc là mình rải để trồng thanh long, hoặc là trồng các loại hoa màu khác, các loại cây khác. Bởi vì là hầu các loại cây thì đều sống ở cái dưới đất. Em chỉ có thêm một chia sẻ là như này nữa. Là như này ạ. Tức là nếu mà cái khu vực ở quanh khu vườn nhà ấy, thì các bác có thể thấy là đằng đây là khu nhà anh em đây. Đấy thì đây nó rất là gần. Thì khi mà nó gần như này ấy, gần nhà như này thì cái việc sử dụng như này thì gần như là mình không phải sử dụng đến thuốc trừ cỏ nữa. Thì như vậy thì cái môi trường xung quanh nó sẽ tốt hơn các bạn. Còn nếu ở ngoài đồng thì nếu có điều kiện ở ngoài đồng thì các bác cũng sử dụng cái bạt che phủ này cũng rất là tốt. Nếu ở ngoài đồng thì các bác có thể nghiên cứu, tức là cũng có thể là sử dụng thuốc trừ cỏ thay. Nhưng mà nếu mà che phủ được cái này rất là tốt. Tuy nhiên là cái này đầu tư thì nó mới đầu nó hơi cao các bạn. Cây đang lên rất là tốt, gần như là mỗi ngày sẽ có một sự thay đổi cái cây đang lên này. Cây đang lên, đây là vườn cây mẫu đơn, các bác thấy là số lượng rất là nhiều đây. Thì đấy, em che phủ đây, các bác thấy được cái hiệu quả của cái việc che phủ, cái bạt che phủ cỏ này chưa ạ? Đấy. Cây đang lên sinh trưởng rất là tốt đây. Đấy, thì tổng kết lại câu hỏi trả lời cho bác là như thế này. Tùy theo điều kiện của các bác sử dụng cái bạt che phủ cỏ này làm sao cho hợp lý. Câu trả lời thứ hai dành cho câu hỏi của bác là nên sử dụng cho những loại cây trồng gì. Thì cái bạt che phủ cỏ này em chia sẻ các bác là như thế này. Đây thì em đang phủ cho cây mẫu đơn đây ạ. Và cây cũng đang rất là tốt đây, các bác có thể quan sát trên video đây. Ngoài ra thì ở phía trên kia thì em có trải ra để em rải cái bầu lên. Đây các bác có thể nhìn thấy ở phía đằng trước này. Đấy, những cái bầu đen đen đấy là em có trải cái bạt này lên, sau đấy thì rải bầu. Thì như vậy nó cũng đỡ cỏ hơn rất là nhiều. Và ở phía trên kia thì em có rải cho vườn cây đu đủ và các loại rau bí và dưa cũng đều được các bác nhé. Tức là cái này nó không, mình cứ giải là rất là tốt, bởi vì cái công năng, cái tính năng cơ bản của nó vẫn là diệt cỏ, không cho cỏ lên, không cho cỏ dại lên, chỉ để cho những cái cây mình định cho lên thôi. Ví dụ các bác có thể thấy đây là bên trên là em đang trồng cây chay này. Đấy. Thì bên dưới thì là vẫn là mẫu đơn. Đấy, cho nên là cái việc mà sử dụng bạt như này thì hầu hết các loại cây thì trồng có thể sử dụng được. Đấy, bởi vì cái nguyên tắc của nó là chỉ có tác dụng là diệt cỏ thôi. Đấy là điều quan trọng nhất rồi. Đấy, còn giữ độ ẩm này, rồi hạn chế việc sâu bệnh như các thứ thì nó cũng đều có tác dụng. Đấy, tuy nhiên là câu trả lời của bác đấy thì em trả lời nó khá là đơn giản phải không ạ? Cái điều quan trọng nhất là mình phải đầu tư ban đầu. Video nào em nói là quan trọng nhất phải đầu tư ban đầu, bởi vì vốn nó sẽ nặng vốn hơn là việc mình không xử lý. Đấy, khu vườn nhà em mà em phải nguyên cái tiền là gọi là sử dụng cái bạt này là mất hơn một chục, khoảng 13 triệu. Đấy, còn tiền công nữa. Tuy nhiên là đến giờ phút này như này thì cây đã lên rất là đẹp. Và cứ như này qua sang năm thì cây nó sẽ xanh tốt hơn. Và đây em đang để cây là cây bụi các bác nhé. Đây, em đang để cây bụi này. Thì em không để cái loại kiểu như một thân, em cứ để bụi như này đã. Đấy, sau nó tốt lên rồi thì lại tính tiếp. Thì, các bác có cái đặt câu hỏi về gì về cái bầu gọi là cái bạt che phủ cỏ như nhà em đang dùng đây thì các bác có thể liên hệ. Và các bác có nhu cầu mua về cái bạt che phủ cỏ dại như này thì cũng liên hệ cơ sở bên em nhé. Số điện thoại thì em sẽ để bên phía góc trái của màn hình, một số duy nhất thôi ạ. Thì số đấy thì sẽ có nhân viên nhà em tư vấn cho các bác kỹ hơn về
các cái bạt này, các cái mẫu bạt nó có từ hai từ các khổ khác nhau, 60, 1,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 4 m. Đấy thì các cái khổ thì nó đều có các cái chiều dài cũng như là cái thông số kỹ thuật nó khác nhau. Cái bạt che phủ cỏ này nó cái bạt chuyên dụng đấy, các bác quan sát kỹ, rất nhiều video em đã làm rồi. Thì đây là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời, rất là hữu ích cho các bác làm vườn nhà nông. Các bác nên xem xét để đầu tư. Em ở đây thì em đầu tư rồi. Và cây này các bác nhìn thích không? Hoa thì đỏ đẹp. Cũng có một vài bác hỏi em về cái giống cây hoa mẫu đơn, thì em trả lời các bác là giống cây mà bụi như này. Bây giờ nó đang tầm 20.000, tốt như này, gần mét này. Đây. Đấy, một cái bụi như này tầm 20.000. Số lượng thì em giao từ 10 cây trở lên. Và đây là cái vườn cây nhỏ hơn. Cái này, cây này thì tầm độ khoảng 5.000 thôi. Đấy, toàn bộ khu vườn đây các bác nhìn. Đó. Thì video này sau em xin kết thúc ở đây. Xin được cảm ơn bác đã đặt câu hỏi cho bên em. Thì bác có tham khảo kỹ qua cái nội dung video này mà có đặt hàng thì liên hệ cơ sở bên em nhé. Nhà em gửi hàng toàn quốc cho tất cả các bác là khách hàng. Đấy, cho nên là bác yên tâm. Đấy, hàng thì em đã test thử, đã dùng đây rồi. Cây sinh trưởng rất là tốt, cỏ không lên được luôn. Tuyệt vời. Rồi, xin chào bác nhé.